Rồi, chào mọi người, một ngày mới an lành, hạnh phúc, sức khỏe dồi dào, dịch bệnh tránh xa. Mọi thứ đều tốt đẹp như một ngày mới. A-di-đà Phật. Bếp chai kỳ duyên của mình ngày hôm nay sẽ làm một món ăn chay hướng dẫn cho mọi người thêm một ngày ăn chay mới nữa nha các bạn. Thì mình sẽ làm đậu hũ, mình chiên giòn với bột. Đây là bột chiên giòn. Thì trước khi mình chiên giòn thì mình sẽ chiên đậu hũ mình trước. Mình sẽ chiên đậu hũ giòn trước. Mỗi ngày ăn chay mình sáng kiến cái món mới. Thì đây cũng là một cái món mình tự chế ra nữa nha các bạn. Để giúp cho cái bữa ăn chay của gia đình mình nó phong phú mỗi ngày. Đậu hũ tươi này thì mình sẽ chiên cho nó vàng lên, cho nó giòn cả hai bề. Rồi, tới cái khâu mình sẽ pha bột. Thì đây là nấm. Nấm này là nấm dù. Nấm rơm mà là nấm dù nha. Thì ở trong cái nấm dù này mình đã xào với một chút ít dầu cho nó chín. Xào sơ thôi, không cần quá chín đâu, tại vì khi mình chiên lại nữa. Thì cái nước nấm này mình sẽ trộn, bắt đầu mình sẽ pha bột nha. Mình cho một ít ngũ vị hương nghệ. Một ít ngũ vị hương, một ít nghệ và một ít cà ri bột. Như mọi người, mỗi cái một ít thôi, tại vì những cái hương vị này sẽ làm cho cái mùi chiên của mình nó tăng cái hương vị thơm lên, mà nó cũng sẽ tốt cho sức khỏe của mình. Và đây là bột chiên giòn, mình cho khoảng hai muỗng bột chiên giòn. Mình sẽ không cần là chiên nhiều đâu. Ở trong cái nấm này thì khi mình khử, mình nêm một chút xíu hạt nêm và bột ngọt thì nó rất là vừa ăn rồi. Thì nó sẽ ra một chút ít nước ở trong cái nấm, rất là ngọt. Như vậy thì mình chỉ cần để bột vô và pha những cái nguyên liệu này cho nó đều ra cái hỗn hợp này. Thì cái lượng bột thì mình sẽ cho như thế nào cho nó vừa, nó đều tay thì mình sẽ dừng lại nha. Cũng không cần nhất định phải là bao nhiêu. Thì mình chỉ độ chừng cái lượng nước ở trong cái nấm nó ra bao nhiêu thì mình sẽ cho bột vào. Thì ở trong cái lượng nước và bột này thì mình sẽ làm cho nó dư một ít để một lát nữa mình nhúng đậu hũ nha mọi người. Tại vì cái món chiên bột của mình ngày hôm nay là mình sẽ chiên cùng với nấm và đậu hũ. Nó là hai cái nguyên liệu chính cho cái bột chiên giòn của mình ngày hôm nay. Thì khi mà nấm mà mình chiên giòn, mình xào sơ mà mình chiên giòn lại như vậy thì ăn rất là ngon, hấp dẫn. Nó giòn, nó thơm, nó béo, nó ngon, nhưng mà nó cũng có dinh dưỡng rất là nhiều cho người ăn chay mình đó nghe các bạn. Thì ở đây là hành. Mình sẽ cho một ít gốc hành. Và đây là tiêu xay. Mình cũng sẽ cho một ít tiêu xay. Có một con chim gõ kiến ở vòng vòng khu vực nhà mình, nó kêu rất là dễ thương đó các bạn. Đây là miền quê dân dã, cho nên âm nhạc của thiên nhiên nó hòa lẫn vô. Một lát thì chó sủa, một hồi thì gà gáy, chim kêu, tiếng chim sẻ, chim sâu, rồi tiếng chim gõ kiến xung quanh trong cái môi trường của thiên nhiên này. Nó gà gáy đó, nghe mọi nghe không các bạn? Cũng dễ thương. Thì mình rất là hài lòng với cuộc sống ở miền quê dân dã của gia đình mình. Mình ở đây là có đời sống trung lưu, không giàu không nghèo, nhưng rất là an lạc. Mình tự thấy tâm mình an lạc lắm đó các bạn. Thì tâm an lạc là điều hạnh phúc trên mọi điều. Cuộc đời này nhiều sự bon chen và
đua đòi theo danh vọng, theo vật chất văn minh ở bên ngoài của cuộc sống. Mình thấy thật là mệt mỏi. Tất cả những ai đua đòi theo đời sống văn minh vật chất thật là một sự mệt mỏi và mê muội. Cho nên mình phải lựa chọn cuộc sống an lạc, thanh bình, yên tĩnh và giản đơn, càng giản đơn càng hạnh phúc. Đó là triết lý của tự kỳ duyên của mình đã thực hiện. Cho nên mình cũng chỉ muốn chia sẻ với mọi người một chút xíu như vậy thôi. Rất là đơn giản, đơn sơ bình thường nhưng rất hạnh phúc. Không có lớn lao mà cũng không có khó khăn gì hết. Đó là tâm tình mình muốn gửi lại cho các bạn. Thỉnh thoảng mình nghe tiếng chim gõ kiến kêu rất là dễ thương. Mình thích âm điệu của thiên nhiên này lắm. Gõ tọc 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 tọc, nghe khoái lắm. Hy vọng là mọi người cũng sẽ nghe được. Và ông xã mình cũng đã thu cái âm thanh chim gõ kiến, cũng sẽ bỏ lên YouTube nếu mọi người bắt được cái âm thanh đó là của ông xã mình ha, bỏ lên cho các bạn nghe nha mọi người. Rồi, đậu hũ nó đã vàng, mình vớt ra rồi đó nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cho thêm một chút dầu nữa. Tại vì khi mình chiên bột á, thì mình cần hơi nhiều dầu một chút. Cho nên mình chiên nó mới giòn. Nếu mà mình để không đủ dầu á, thì cái lượng chiên của mình nó sẽ giảm giòn lại nha các bạn. Vì vậy mà những cái món chiên á, mình nếu mà mình muốn chiên cho ngon là mình phải để nhiều dầu một chút. Có lẽ là mình sẽ sắc thêm hành vô đi. Tại vì mình chừa thì cũng không làm gì. Có nhiều hành nó thơm nó cũng ngon. Mình sẽ thêm lá vô, hồi nãy mình để cọng rồi bây giờ mình thêm lá vô. Rồi bây giờ thì mình sẽ nhúng bột một ít đậu hũ nha. Mình sẽ chiên trước cho các bạn xem. Đậu hũ này mình đã chiên giòn rồi thì mình đã có cái da giòn ở trong rồi. Thì vì vậy thì mình chỉ trụng một ít bột dính cho nó dính ở ngoài và nó có gia vị của ngũ vị hương, rồi nghệ, rồi cà ri. Như vậy thì mình nhúng, mình chiên thì nó sẽ có một cái hương vị mới nữa nha các bạn. Đó, thì cái miếng đậu hũ của mình á, khi mà mình nhúng vô mình chiên như vậy thì cái độ giòn ở trong nó đã có sẵn rồi. Cho nên chỉ cần nó giòn thêm một lớp bột ở ngoài nữa là thì nó rất là ngon và hấp dẫn đó các bạn. Thì đây cũng là một cái món đậu hũ mà mình chế biến, mình tạo cái cảm giác mới cho ngày ăn chay mới của mình thôi. Rồi, và đây là nấm. Mình chọn những cái cây nấm dù nè, mình chiên, mình nhúng với bột, mình chiên nó rất là ngon. Có thể mình cũng chiên với nấm búp được nữa, nhưng mà hôm nay mình thích chiên với nấm dù nha mọi người. Thì đây là cái món mới mà mình chế, mình sáng tạo ngày hôm nay. Cũng một ngày mới của ngày ăn chay của bếp chay kỳ duyên mình. Thì đậu hũ của mình nó đã vàng sẵn rồi, thì như vậy thì mình chiên nó rất là nhanh vàng nha các bạn. Mình sẽ cho hết nấm vào, đặng cái khoảng bột còn lại mình sẽ nhúng đậu hũ. Thì ở đây ngày hôm nay mình làm chỉ khoảng hơn 100g nấm thôi. Tại vì cho hai người ăn, cho hai vợ chồng mình ăn thì chỉ là 100g nấm là được rồi. Nếu mà nhiều người ăn thì mình sẽ mua tăng lên, nhưng mà chỉ hai người ăn là mình làm khoảng 100g là ăn đủ rồi.
Rồi bắt đầu mình sẽ nhúng bột vô nha, với hết đậu hũ nha mọi người. Thì đậu hũ ngày nào mình cũng chiên, mình cũng gắt một ít muối hả, mình gắt một ít hạt nêm hoặc tiêu hay hoặc ớt bột, thì mỗi ngày mình cũng đã ăn như vậy rồi, cho nên ngày hôm nay thì mình chỉ là chế biến cho nó khác đi một chút. Là mình chiên giòn xong thì mình sẽ ướp một ít bột ướp áo ở ngoài như thế này thì nó sẽ đổi hương vị mới nữa đó nha các bạn. Thì đó là cách để mình thay đổi cái món ăn chay hàng ngày của gia đình của chúng mình thôi. Nó cũng rất là đơn giản nhưng nó sẽ là một hoàn toàn là một hương vị mới vậy đó. Miếng đậu hũ nó đã vàng sẵn rồi, vì vậy mình nhúng bột mình chiên vô thì nó rất là nhanh vàng lại. Đó, nấm của mình nó cũng đã vàng rồi đó nha các bạn. Mình trở bề lại. Tốn một chút xíu công, không có nhiều lắm nhưng mà nó sẽ thay đổi hương vị của đậu hũ và nấm bình thường của mình mỗi ngày rất là nhiều. Nó bốc cái mùi thơm của gia vị, ngũ vị hương và nghệ và cà ri lên rất là ngon. Cảm giác nó bốc mùi lên thơm lắm, rất là hấp dẫn. Rồi đây là cái mẻ chiên đầu tiên của mình, nó đã vàng. Mình sẽ nghiêng dầu qua một bên cho nó ráo nha mọi người. Khi mình nghiêng dầu như vậy thì cái lượng dầu nó ở trong cái đồ chiên của mình nó sẽ rõ xuống rất là nhanh. Và như vậy thì nhiệm vụ mình chỉ là vớt ra nó thấm dầu hơn. Rồi như vậy thì cái mẻ đậu hũ này mình sẽ chiên hết một lượt. Và cái lượng bột của mình ở đây á, là mình trộn rất là vừa nha các bạn. Rồi chỉ đợi vàng thôi. Rồi như vậy là cái món đậu hũ nhúng bột với lại nấm của mình chiên giòn đã xong. Thì chế biến rất là nhanh, gọn lẹ. Mời mọi người cùng thưởng thức nha. Và cùng cầu nguyện với mình.
một ngày mới an lạc. Nguyện cho hòa bình thế giới chúng sanh an lạc, mời mọi người cùng thưởng thức nha. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, đệ từ đại bi cứu độ khắp pháp giới chúng sanh. Dịch bệnh qua đi, hòa bình thế giới chúng sanh an lạc, nhân loại thiện lương cơm no áo ấm. Ai cũng biết thương yêu, chung tay giúp đỡ lẫn nhau, sám hối ăn năn, quầy đầu. Nam mô A Di Đà Phật. Mời thưởng thức. Wow, ngon không? Ngon. Tuyệt vời. Cảm ơn. Tạm biệt.